nên nhớ, ở đời ấy, đã có trà xanh thì sẽ có trà gừng, mà cái loại ấy thì cay lắm, mày không nuốt nổi đâu. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe hành trình đi uống trà gừng của chị Thương. Cứ mỗi lần mà có việc cần không bao giờ gọi được. Bắt đầu từ việc bị Khánh bắt gian, Thương cảm thấy ngứa mắt với em dâu. Sáng mai anh qua đón em sớm. Mợ Khánh, chuyện vừa rồi coi như mợ chưa nhìn thấy gì. Coi như là tôi nhờ mợ. Em tưởng là chị không biết sợ. Chị Liên bạn của em là người rất tử tế đàng hoàng. Thế cho nên em nghĩ là chị nên tránh xa anh Mạnh ra. À còn chuyện này nữa, cái chuyện mà chị mượn tiền của anh Đức ấy, ở trong nhà của em thì vợ chồng tiền quy về một mối. Thế cho nên lần sau nếu mà chị cũng muốn mượn tiền gì thì cũng nói với em một câu ạ. Này, có 30 triệu mà mợ cứ làm như là 300 triệu ấy. Được rồi, có tiền ý tôi sẽ trả ngay, được chưa? Ớp, có cô em dâu như mợ quý hóa quá. Em chả biết em có quý hóa không, nhưng mà chắc chắn một điều, em là người đàng hoàng tử tế, không bao giờ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cũng không bao giờ đi cắm sừng ở lên đầu chồng em ạ. Sao trong cái đám nhẫn ấy lại có thể có một cái nhẫn giả như thế này được? Tới chuyện chiếc nhẫn giả chấn động, Thương về ăn vạ để mẹ úp sọt Khánh. Cho nên nó cháo vào đấy. Con đấy á, cái gì mà nó chả dám làm. Trong số vàng hai đứa mang sang đây hôm trước, tại sao lại có một cái nhẫn giả như thế này? Thế là thế nào? Hả? Em sao mà giả được hả mẹ? Đừng xem nào. Ô lý. Con nói thật với mẹ nhá, đây là toàn bộ số vàng mà bọn cưới nhau từ ngày trước đến giờ. Đấy, mà chưa bao giờ trao đổi với ai bao giờ. Đây, bây giờ mẹ bảo mang sang, con cầm nguyên si sang cho mẹ. Bây giờ làm sao vàng giả được? Anh Đức này, cái hôm mà anh gom tiền anh mang sang cho chị Thương, hay là anh có bán đi chiếc nhẫn vàng nào, sao anh cháo vào đấy chiếc nhẫn giả mà em không biết? Đúng. Mợ Khánh, mợ nói thế quá là mợ đổ vấy cho tôi à? Em đang hỏi chuyện anh Đức ạ. Thì anh bán đúng 5 chỉ vàng, bởi vì lúc đấy thấy có lãi thì anh bán thôi, chứ anh có động vào đồng nhẫn này đâu. Thế giờ tự tay em lấy ở trong két đưa cho anh, xong tự tay anh mang sang đưa cho mẹ. Chỉ có một đúng một quãng đường ngắn như thế thì làm sao mà vàng thật lại biến thành vàng giả được? Thì thế. Mợ Khánh, trước mặt mẹ và cả tôi nữa, tại sao mợ lại cứ đổ vấy cho cậu Đức là thế nào? Thôi, bây giờ cũng chả biết thực hư cái nhẫn giả như thế nào cả. Bây giờ mẹ nói như thế rồi, để con về nhà xem có lẫn vào đâu không. Cùng lắm thì con bù mẹ cái nhẫn khác. Ồ, sao lại như thế nữa anh? Anh làm như thế này chẳng hóa ra là anh tự thừa nhận là chúng mình là những kẻ cháo trở lừa dối à? Mình không thể làm như thế được, mình phải làm cho ra nhẽ chứ. Hoặc có khi chính anh là người tự tay cháo với nhẫn đấy. Anh biết rõ mười mươi như thế nào cho nên là anh mới dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế, đúng không? Anh có điên đâu anh đi làm thế. Mợ Khánh này, mợ đừng có thấy cậu Đức cậu Hiền mà mợ được đằng chân lên đằng đầu, tại sao mợ cứ đổ vấy cho nó hả? Thế còn mợ thì sao? Ui, chứ còn gì. Tôi có điện thoại, tôi bảo tôi nghe điện thoại rồi tôi ra ngay đấy. Em chỉ muốn hỏi anh Đức để làm cho ra nhẽ mọi chuyện thôi ạ. Ra nhẽ. Mợ cứ một điều chồng, hai điều chồng. Tôi nói cho mợ nghe nhá, thằng Đức nhà tôi nó hiền đấy, chứ phải tôi ấy, tôi không bao giờ chịu để yên như thế đâu, có nghe chưa? Chị bỏ cái tay xuống đi ạ. Tôi không bỏ đấy. Ôi. Mẹ nói về mợ, tôi không tin. Nhưng ngày hôm nay, biết rõ con người mợ đấy. Hai người làm sao đấy à? Thâm à? Ôi, Khánh, em dậy đi về đi. Em đi về xem nhà hai đứa thế nào đi. Ở đây này, mợ Khánh không về được. Mợ phải ở đây, mợ thích làm cho ra nhẽ cơ mà. Định lẩn à? Em chả làm cái gì sai để mà em lẩn chị ạ. Em không làm điều gì khuất tất, em cũng không làm điều gì trái pháp luật, em cũng không quan hệ lăng nhăng. Này, chỗ đó cái gì đấy? Tôi đang lên trên. Mày cứ bỏ tay ra. Bỏ tay ra đi. Sợ gì đây? Cứ bỏ tay ra. Bỏ tay ra đi. Đỉnh điểm là khi Thương bị chồng trả về nơi sản xuất sau khi đi làm thức ăn cho chim. Thương nghĩ con em dâu thật phiền phức. Ô kìa, sao lại về đây? Lại còn kéo cả vali về đây thế này hả con?
Con về đến nhà thì đồ đạc vali đã vứt đầy đường rồi. Anh ta không cho con vào. Cái thằng cạn tàu gió máng đến thế là cùng. Mợ Khánh ạ, mợ theo dõi tôi rồi dẫn con muỗi đến để đánh ghen. Mợ muốn cho cả cái xã hội này biết chuyện, cho bố mẹ tôi phải chịu nhục chứ gì. Chị vô lý thật đấy ạ. Đến giờ phút này rồi mà chị còn quay ngược trở lại để chị trách mắng người khác. Mày còn già mồm à? Thường bắt đầu lên kế hoạch knock out em dâu. Hôm nay ở đây đông đủ, tôi tuyên bố luôn nhá, chỉ vì chị mà con gái tôi mới ra đông nỗi này. Chính vì thế cái món nợ của nó anh chị cũng phải chịu trách nhiệm. Mẹ để bọn con bình tĩnh lại đã, xem nó có vay mượn thêm được ở đâu không ý. Chứ nhà chứ phải mua rau đâu mà thích bán là bán được. Chiều nay chị với mẹ sẽ chuyển đi. Chị tìm được ở đâu ạ? Có người bạn, chị nhờ tìm giúp. Nhà cũng vừa tiền mà lại sạch sẽ. Chỗ làm mới họ cũng vừa gọi cho chị rồi. Chắc cũng không đến nỗi nào. Hai vợ chồng cứ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau. Không có chị với mẹ ở đấy, chắc hai vợ chồng sẽ dễ tâm sự và hòa giải với nhau hơn. Cái này thì cũng không phải là chỉ là do mẹ và chị đâu ạ. Nói gì thì nói, chắc cũng có ảnh hưởng ít nhiều. Hôn nhân của chị thất bại, chị cũng không có tư cách để khuyên bảo ai. Nhưng chị nói thật, chuyện đi hay ở, mợ phải thật bình tĩnh mà suy nghĩ, kẻo sau này lại hối hận đấy. Vâng ạ. Thế còn chuyện gì nữa không ạ? À, mợ có rảnh không? Đi ăn cơm trưa với chị. Nói chẳng may, hai vợ chồng mợ sau này mà có... Thì á, chị với mợ sau này có khi thành người dưng ấy. Thôi, đi ăn trưa với chị, coi như là chúc mừng chị có công việc mới, được không? Hôm nay mình đi ăn ở đâu hả chị? Cứ đi thì sẽ biết. Thế là từ đó Khánh trở thành single mom vì con chị chồng mất nét. Nhưng Trang đã lấy lại chị. Công lý cho chị gái. Cô nói đi, cô lấy những bức ảnh ấy ở đâu ra? Tôi nói cho cô biết nhé, cô mà vu khống bịa đặt tôi nhé, thì cô đừng trách tôi đã. Sao lại liên quan đến cái Thương nhà tôi? Này mà chị còn cố cãi được à? Thôi được rồi, tôi sẽ hẹn gặp chị ở tòa. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng pháp luật. Bác xin cháu, cháu đừng đưa nó ra tòa được không? Bây giờ mọi việc mà bung bét ra thì xấu mặt cả hai gia đình cháu ạ. Cháu chỉ hỏi bác một câu, là tại sao chị ta lại gây ra những điều bỉ ổi như thế? Là để chứng kiến em trai của mình ly hôn à? Hay để các cháu của mình phải sống xa bố mẹ rồi chiếm lấy cái nhà, chiếm lấy vài trăm triệu? Cháu nói cho bác biết, con trai con gái của bác là vàng là bạc,
thì con của mẹ cháu cũng là máu thịt, cũng được nâng niu, chứ không phải để chà đạp, để đánh đập thế nào cũng được đâu ạ. Cả ba người nhà của anh, mỗi người hành hạ chị Khánh một kiểu. Nhưng riêng chị Thương, tôi sẽ đưa ra cho chị một bản án mà chị xứng đáng được hưởng. Tới công chuyện rồi nè. Cô mày vẫn nhớ mặt tao à? Còn tao ấy, mỗi khi nhớ đến mặt mày, tao chỉ muốn mua ngay một can axit thôi. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không dơ giấy bẩn thỉu như mày đâu. Thế cô đến gặp tôi để làm gì? Làm gì á? Vì tao, vì mày đã cướp chồng tao, mày đã phá hoại gia đình tao. Cái tát thứ hai này ấy, là vì cái Khánh nó không muốn động vào mày cho bẩn tay, còn tao thì không thể ngồi yên được. Mày nên nhớ, ở đời ấy, đã có trà xanh thì sẽ có trà gừng, mà cái loại ấy thì cay lắm, mày không nuốt nổi đâu, con chó này. Vẫn chưa hết. Đứng đây. Cô em chạm số hơi nhiều nên bây giờ mới có cơ hội được giới thiệu. Chị là ai? Chị là vợ của Quyết. Nghe nói em thích chung chồng với chị à? Em không có. Có à? Yên tâm, trong công cuộc xử lý này chị sẽ xử lý em hết sức từ từ. Chị ơi, em xin chị. Xin à? Chị nhầm em với ai rồi? Để cho em biết rằng thế nào là cái giá của ngứa ghẻ hơn ghét. Chị tha cho em. Chắc chị nhầm em với ai thôi ạ. Em xin chị, em không có. Em không có gì với anh Quyết đâu, em xin chị. Để cho em biết cái giá muốn chung chồng với thiên hạ. Chị ơi, em lạy chị. Chị ơi, em xin chị, em lạy chị. Chị ơi, chị tha cho em.